Chúng ta đang sống trong thời kỳ công nghệ 4.0 trên đà phát triển mạnh mẽ, khi mà máy móc đang dần thay thế sức lao động của con người. Với cái nôi nghề truyền thống cha truyền con nối như nghề mộc, tưởng chừng như không thể thay đổi, thì hiện nay, những người thợ trẻ tuổi với khối óc sáng tạo, đức tính kiên trì, không ngừng học hỏi, đã thay đổi phương thức sản xuất thủ công trong tự động hóa, mạnh dạn đầu tư máy CNC đục gỗ vi tính. Sở hữu máy đục gỗ vi tính sẽ giúp các chủ sở mộc giải phóng sức lao động. Sản phẩm tạo ra từ máy có độ mịn đẹp, sắc nét, đồng đều. Và đặc biệt, máy có thể tạo ra nhiều sản phẩm cùng một lúc, mang lại hiệu suất công việc cao cho người sử dụng. Để giúp những chủ sưởng mộc dễ dàng hơn trong quá trình tham khảo và đầu tư máy, trong video hôm nay, hãy cùng CNC Đông Phương tìm hiểu về hai dòng máy CNC đục gỗ được sử dụng phổ biến tại các cơ sở mộc hiện nay nhé. Chiếc máy CNC đục gỗ 13254 đầu là sự lựa chọn hàng đầu của các sưởng mộc mới tiếp cận công nghệ CNC. Với thiết kế máy chắc chắn, sở hữu cấu hình mạnh mẽ, trang bị những tính năng hiện đại và tiên tiến nhất như có thể chạm khắc đa dạng các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ với độ sâu tối đa lên đến 7cm và độ dày phôi gỗ 300mm. Chất lượng sản phẩm tạo ra sắc nét, tinh xảo, tốc độ vận hành nhanh, độ chính xác và độ ổn định tuyệt đối. Trang bị hệ thống đèn báo lỗi thông minh giúp người dùng nhanh chóng phát hiện lỗi phát sinh, hệ thống chắn bụi đảm bảo độ bền của hệ thống dẫn hướng và hệ thống đèn LED chiếu sáng thuận lợi cho quá trình hoạt động vào ban đêm. Đặc biệt, phần mềm điều khiển Việt hóa giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận công nghệ CNC, tích hợp thêm chức năng ghi nhớ gốc tọa độ khi mất điện, thích hợp với những cơ sở mộc quy mô vừa và nhỏ hiện nay. Hiện tại, cấu hình máy CNC 13254 đầu nâng cấp 4 củ đục công suất 2,2 kW và vai máy cao 350mm đang được công ty Đông Phương cung cấp với mức giá niêm yết là 168 triệu đồng. Với điểm khác biệt nổi bật là hành trình làm việc lớn, trang bị 6 mũi đục và sở hữu mọi tính năng hiện đại nhất của công ty Đông Phương. Dòng máy CNC đục gỗ 2256 đầu phiên bản nâng cấp đang là dòng máy bán chạy nhất trong năm 2022. Máy rất phù hợp với những sưởng mộc quy mô lớn. Với hiệu năng của dòng máy cao cấp này, máy có thể vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng các sản phẩm nghề mộc, vừa giúp chủ xưởng nhận thêm gia công tại các cơ sở mộc khác trong khu vực, mang lại hiệu quả đầu tư cao. Mọi linh kiện sản xuất đều được nhập khẩu chính hãng, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Phần khung bệ máy vô cùng cứng vững do công ty Đông Phương trực tiếp sản xuất và thiết kế. Phần khung máy được xuyên tĩnh điện, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Máy CNC đục gỗ 2256 đầu có tốc độ vận hành nhanh, chính xác, chuyển động mượt mà, chân thu người sở hữu có hình hiện đại. Bên cạnh đó, chiếc máy này có thể tích hợp thêm tính năng đục tiện gỗ mini, trụ rồng, trụ đai ren cầu thang, tính năng cấp thêm hệ thống chụp A. Từ lâu, CNC Đông Phương trở thành tên gọi quen thuộc của những người làm mộc. Máy CNC Đông Phương nổi tiếng bởi chất lượng vượt trội, tuổi thọ cao, cấu hình hiện đại, đảm bảo tốt về tính năng chạm khắc sắc nét đến từng chi tiết nhỏ và đặc biệt là dịch vụ hậu mãi vô cùng khác biệt. Thời gian bảo hành máy lên đến 3 năm cũng vượt trội hoàn toàn hơn so với những đơn vị cung cấp máy CNC đục gỗ vi tính khác trên thị trường. Đội ngũ kỹ thuật lưu động cả nước nên thời gian bảo hành cũng rút ngắn và kịp thời hơn. Mua máy của công ty Đông Phương, khách hàng sẽ được chuyển giao công nghệ miễn phí tại công ty, không giới hạn thời gian. Vẽ mẫu, scan mẫu miễn phí, tặng kèm thư viện 3.000 file mẫu đẹp, cập nhật link. Quý khách hàng đang tham khảo dòng máy nào, hãy cùng để lại số điện thoại dưới phần bình luận để phụ trách kinh doanh liên hệ tư vấn hoặc liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0362 903 888 hoặc 0368 838 388. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.